Xin chào tất cả các bạn nhé. Cà Tây Nguyên bữa nay đang vào vụ thu hoạch cũng chín rộ rồi các bạn ạ. Như các bạn thấy đây, cà nhà mình thuê đồng bào ngoài Bắc nó hái này. Hái mới có ngày hôm qua này đã được gần 3 tấn cà tươi này. Sáng nay chuẩn bị xay cà thì cũng quay video để cho các bạn cùng xem. Đây, các bạn thấy không? Cà mình bữa nay rất nhiều cà. Đấy, cà tươi này, đống luôn. Mình thuê đồng bào ngoài Bắc hái. Đấy, mình sẽ quay cho các bạn cùng xem nhá. Đây các bạn ơi, còn đây là cái máy xay cà tươi này các bạn nhá. Đấy, mình chuẩn bị chút nữa mình sẽ để ba lên và xay cà tươi cho các bạn cùng xem. Đây này. Mới đi hái được có ngày hôm qua này làm một đống luôn. Hơn 2 tấn cà tươi. Đấy các bạn này, quay nhiều không? Một đống luôn nhá. Nhiều lắm. Quả này thì xay phê luôn. Chút nữa mình sẽ để ba con máy kia của mình lên xay cho các bạn cùng xem nhé. Bây giờ mình sẽ để ba con máy lên nha. Ok.
Đây các bạn nhé, vẫn còn một đống này nữa, nhưng mà tại vì mình không có sân đâu, sân mình nó bé quá nên mình chỉ xay như này thôi. Còn đống này để hôm sau khô mình lại xay tiếp các bạn ạ. Đây, vẫn còn một đống nhiều lắm. Đấy, mới xay được có thế này. Như bên này. Đấy các bạn ạ, thì làm cà phê thì nó cũng vất vả lắm các bạn nhé. Đây là cái đống này mình vừa mới xay rồi đây này. Đấy, sân đằng kia. Sân rộng đây mới đầy nữa nhá. Đấy, sân mình nó chỉ được bé như này thôi. Được hai bạt mới một thêm một cái bạt bé ở đây, một cái bạt đây nữa. Thì sân nó chỉ được vậy đấy, mình xay một đống này. Một đống này là hơn một tấn này. Đấy, hơn một tấn. Đổ ra đây phơi. Ok nha các bạn nhá. Thì video này mình xin kết thúc ở đây. Nếu các bạn mà thấy video này hay, hãy cho mình một like và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Còn bây giờ xin chào tất cả các bạn nhé.